Xin chào, Macau là một trong hai đặc khu hành chính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cùng với Hồng Kông. Macau nằm ở đồng bằng châu Thổ Châu Giang, giáp với thành phố Châu Hải của tỉnh Quảng Đông ở phía Tây và phía Bắc, đồng thời hướng tầm nhìn ra Biển Đông ở phía Đông và phía Nam. Trong lịch sử, các thương nhân người Bồ Đào Nha lần đầu tiên đến định cư tại Macau trong thập niên 1550. Năm 1557, triều đình nhà Minh đã cho Bồ Đào Nha thuê Macau để làm cảng giao thương. Từ đó, người Bồ Đào Nha bắt đầu quản lý thành phố, song đô thị này vẫn nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Kể từ sau chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất năm 1839 đến năm 1842, Macau trở thành thuộc địa của đế quốc Bồ Đào Nha và nằm dưới sự quản lý, cải cách của quốc gia này từ giữa thế kỷ 16 cho đến năm 1999, Macau cũng là tô giới cuối cùng của người châu Âu tại Trung Quốc. Nhà nước Bồ Đào Nha hiện đại đã chính thức chuyển giao chủ quyền đối với Macau về lại cho Trung Quốc vào ngày 20 tháng 12 năm 1999. Tuyên bố chung Trang Bồ và luật cơ bản Macau quy định rằng Macau được phép duy trì các quyền tự trị cao độ ít nhất là cho đến năm 2049, tức 50 năm kể từ sau ngày chuyển giao. Theo chính sách một quốc gia, hai chế độ, Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chịu trách nhiệm về các vấn đề quốc phòng và ngoại giao của vùng lãnh thổ, trong khi Macau duy trì hệ thống riêng biệt của mình trên các lĩnh vực luật pháp, giáo dục, lực lượng cảnh sát, tiền tệ, hải quan, nhập cư, hộ chiếu. Macau tham gia nhiều tổ chức và sự kiện quốc tế không yêu cầu các thành viên phải là các quốc gia có chủ quyền. Theo The World Pass của CIA, năm 2012, Macau xếp thứ 2 toàn cầu về bình quân tuổi thọ. Ngoài ra, Macau còn là một trong số ít khu vực tại châu Á có chỉ số phát triển con người SDI đạt mức rất cao. Người dân Macau có mức thu nhập bình quân đầu người cao hàng đầu trên thế giới. Macau được Quỹ tiền tệ quốc tế IMF xếp loại là một vùng lãnh thổ có nền kinh tế phát triển. Hoạt động kinh tế của Macau phụ thuộc nhiều vào thương mại, dịch vụ, kinh doanh sòng bài và du lịch. Ngoài ra, nơi này cũng phát triển một số ngành sản xuất nhỏ. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.